Hello các bạn nha. Hôm nay mình có mang một con gà đá, gà trống đá. Rồi hôm nay mình sẽ làm gà nướng giấy bạc cho các bạn cùng xem nha. Các bạn cùng chờ kết quả của mình nha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ ốp trước nha. Mình sẽ ốp hũ sa tế trước. Mình ốp tầm khoảng 15-20 phút cho nó thấm cho con gà rồi mình bắt đầu mình nướng nha. Cái này hơi cứng. Nên mình chơi cây nhà lá gừng các bạn thông cảm nha. Mình rửa tay rồi nha các bạn. Các bạn đừng có nghĩ dơ nha. Mình mới rửa tay rồi mình rửa bằng cồn luôn á. Cồn bên Lào á. Cồn mua bên Lào mình mới rửa á. Mình không rửa bằng nước thường đâu, mình rửa bằng cồn bên Lào á. Bây giờ mình sẽ để ở đây tầm 15 đến 20 phút cho nó thấm nha. Bây giờ trong thời gian đó mình sẽ đi đào một cái lỗ nữa mà mình để nó xuống mình nướng. Trong thời gian mình chờ con gà cho nó thấm á thì bây giờ mình sẽ đào một cái lỗ để mà mình cho con gà vô, mình bỏ củi vô mình nướng đó nha. Thì mình sẽ đào một cái lỗ luôn á. Mình phải tạo một cái vị trí đắc địa cho nó hợp lý mình mới đào cái lỗ được. Do là nhà mình không có len nên không có cây sẻng á nên mình lấy cây dao mình đào. Mà nào cái lỗ cũng không có bự đâu, cũng vừa à. Đào có khi nào được chỉ vàng không ta? Chà, đất này mềm á các bạn ơi. Trời ơi, nó cứng. Lấy ra luôn đi. Mình chắc mình quấn hai lớp á các bạn ơi. Tại gà nó bự quá, mình nướng sợ nó không có chín, nó sợ mình cháy giấy bạc á. Chứ mình sẽ quấn hai lớp quá. Tại giấy bạc ở bên Bách Hóa Xanh đang có chương trình khuyến mãi á, nó rẻ lắm, cứ quấn thoải mái đi, không sao đâu. Rồi cái quấn giấy bạc lại nha. Rồi xong một quá trình. Mình sẽ làm gì tiếp theo để các bạn cùng theo chân mình nha. Thì gà mình cũng đã quắn xong rồi, bây giờ mình sẽ đi kiếm những cái mà dễ cháy như là củi với vỏ dừa đó. Mình sẽ để ở dưới mình đốt một lớp cho nó cháy dưới. Chưa. Cái này mình sẽ để một lớp ở dưới. Tại này nó dễ cháy, cho nó chín đều ở dưới á.
Có lá quẹt ra chưa? Chưa. Duy chạy nhà lá quẹt ra đi. Đây. Đây là cái nhà của con gà chuẩn bị nó lên hết nha mọi người. Bây giờ mình sẽ kiếm một khúc cây nữa. Như là làm cái thang á. Này mình sẽ tắn xung quanh cái nhà cho con gà nó chết một cách im ái và thoải mái nhất. Các bạn đợi mình tạo lửa một cái mình sẽ cho các bạn xem tiếp nha. Mình mới vừa kiếm được một cái thứ rất là dễ cháy luôn. Cây này của ông nội mình, ông mới đốn, ông để đây nè. Ông để đây cũng cỡ mấy tháng rồi. Cái vỏ cây nha, nó cháy kinh khủng khiếp lắm mọi người ơi. Sao mà cứng như ta. Nó cháy dữ lắm nè, cháy làm than dữ lắm mọi người. Mà kiến nha, hơi kiến nha. Cái này của ông nội mình, ông chặt làm củi á. Sao không biết ông để đây luôn, bây giờ mình ăn cắp rồi ông. Đừng ai nói cho ông nội tôi biết nha, ông chữ á. Hello mọi người. Thì giờ nãy giờ mình đã kiếm đầy đủ cái nguyên liệu để mà tạo lửa rồi. Bây giờ á, hiện tại bây giờ á, trời gió quá và không cháy, mình phải lấy giấy mình mồi nên cắm được. Biết giấy cái gì không? Biết cho bình luận dưới cho mình biết nha. Cho tạo lửa cái mình có than mình nó bỏ gà lên được. Chảy rồi, chảy nè các bạn ơi. Thì hồi nãy giờ cái thời gian mà mình đợi cho lửa nó cháy lớn á, giờ lửa cũng cháy lớn rồi, giờ mình sẽ lấy con gà mình bỏ vô nha các bạn. Đây, thành quả của mình hồi nãy giờ với mấy anh em mình, giờ mình sẽ nướng. Bỏ vô nó có lủng không ta? Tuôn hết hồn. Bây giờ mình sẽ lấy những cái vỏ cây này mình bao phủ lên nó. Vậy là áo tu chín luôn á. Bây giờ mình sẽ để đây tầm khoảng nửa tiếng 45 phút cho nó chín con gà. Bây giờ mình sẽ làm như tiếp theo đây. Các bạn đi theo mình nha. Thì bây giờ trong lúc mà đợi con gà đang nướng ở đằng đó đó các bạn. Mình nướng tầm khoảng nửa tiếng 45 phút á. Thì bây giờ mình sẽ đi chặt dừa. Mà dừa của ai? Dừa của ông nội mình. Ông nội mình cũng đi ruộng, ông không có ở đây nên mình mới chặt dừa của ông nội mình được. Đi nhé. Ủa, có ông nội có về chưa? Rồi cho nó chấm rồi. Trời ơi, chặt dừa. Không có gành nha quý vị. Trời ơi, trời trái dừa. Chặt cái dừa xấu quắc luôn. Rồi tôi nói nó sung sướng gì đâu. Nó ăn ăn uống cực khổ gì đó. Đủ em. Giờ mình sẽ hưởng thụ đây.
ngon quá. Hồi nãy giờ mình nướng chắc có lẽ nó chín một mặt rồi đó. Bây giờ chắc mình sẽ chảo bè lại cho nó chín ở dưới luôn. Nãy giờ chắc một mặt nó bị không đều quá. Rồi mình sẽ chảo lại mà không biết nó mình có bị gì không, nó thấy nguy hiểm quá. Giờ mình sẽ đi kiếm thêm một mớ để mà tạo lửa nữa. Chứ mình sợ nó không có cái đủ để mà đủ lửa. Giờ mình sẽ đi kiếm thêm quá. Bạn biết cái này ở đâu ra không? Cũng của ông nội mình không đó, chứ mình không có được việc này hết trơn á. Cái này mình để tầm khoảng 20 phút nữa là nó sẽ chín nha. Đây mình giới thiệu luôn, đây là ruộng của ông nội mình. Và ông nội mình đang kiếm cháu nội dâu á. Có ai chịu mà giờ đây mà làm dâu của ông nội mình, cháu dâu của ông nội mình không? Đây ruộng đất là cò bay gãy cánh luôn. Mà đặc biệt là thịt gà như vậy nè, ăn không hết luôn quý vị ơi. Còn nói chung là ông nội mình đang kiếm cháu dâu á. Ai có nhu cầu làm cháu dâu của ông nội mình thì để lại comment ở phía dưới nha. Chắc lẽ là bây giờ mình sẽ đợi nó thêm tầm khoảng 20 phút nữa nó mới chín á. Rồi bây giờ là mình chắc mình sẽ đi kiếm cái đầu mà để đựng con gà đó. Tại mình ăn ở trong rừng luôn. Ở đây có một cái rừng, mình ăn trong rừng luôn chứ mình không có ăn vô nhà. Bữa nay mình chơi hoang dã luôn quý vị. Các bạn theo mình nha. Bây giờ khó quá. Mình tính tạo hiệu ứng gió đẹp mà khó quá. Bây giờ trong lúc thời gian mà đợi này nó chín á, mình sẽ đi vô trong cái rừng trong này nè, mình kiếm những cái lá mà. Bây giờ mình sẽ đi vô cái lùm cho mình kiếm lá đựng nha, đi nha. Cậu ba, mở hai kiếm cậu rồi. Kệ mở hai mà đi, tao đi kiếm lá đựng đồ ăn rồi. Đó, các bạn thấy cái cây kia không? Lá nó bự. Mà mình nghĩ là mình đựng được á. Cái lá này biết đựng có độc hại gì không ta? Mình chắc mình để tầm khoảng 2-3 lá mình đựng đó. Gọi. Oh no. Nó rớt của mình rồi. Bước lá khác nha. Bây giờ mình sẽ đi ra chỗ con gà. Mình sẽ quay về chỗ con gà mà mình nướng. Mình sẽ để đây sẵn một chút xíu con gà nó chín á. Mình sẽ gấp mình để lên đây. Rồi mình sẽ để đây sẵn nha. Giờ mình sẽ ngồi chờ thôi, cũng không biết làm gì giờ. Giờ mình sẽ chờ cho nó chín nha. Thì trong lúc chờ đợi nãy giờ á thì cũng tầm khoảng 45 phút, 50 phút rồi. Bây giờ mình sẽ đi lấy con gà của mình lên để mình thưởng thức cái thành quả của mình. Các bạn xem nha. Mình cũng không biết nó chín hay là không nữa. Tại là lần đầu tiên mình làm á. Tại mình thấy ở trên YouTube á, có mấy bạn kia làm á, mình làm theo. Mà với mình cái này chín hay không đó, để mình lấy ra thử coi sao. Giờ mình sẽ đem ra ngoài nha. Wow. Ngon quá. Thơm ngon nứt bụng.
Đang để anh cho nó cái là cái trò nó bớt một chút. Nó trò quá nó dơ. Lấy cây dao lại dành. Dao nhỏ. Không biết nó sẽ ra sao đây các bạn. Cái nó có chín hay không nữa. Không, không có gì thơm luôn. Bóng đêm luôn. Nó bóng đêm mà các bạn ơi. Nó hơi khét kìa. Thơm quá, thơm quá. Mình sẽ tiếp tục mình khu nó ra nha. Trời, nó hơi khét rồi, ổn quá mọi người ơi. Em sợ nó không chín. Nhưng mà thật nó chín. Em tưởng nó không chín mà, thật nó chín không tưởng luôn. Ừ, nóng quá, nóng quá. Trời trời, nó khét rồi quý vị ơi. Thế này mình sẽ, em sẽ bỏ lớp da đó. Tại vì nó khét quá. Vì lần sau rút kinh nghiệm á, các bạn nào có nướng á, các bạn để tầm khoảng nửa tiếng thôi nha. Tại cái này mình để hơi lâu nên nó hơi khét. Mình sẽ thử một cái cánh trước nghe. À, chạy nước miếng chưa? Wow. Trời. Chết rồi các bạn ơi. Do là mình không có vô nhà nên là lấy sử dụng đó. Wow. Ngon quá các bạn ơi. Nó tại nãy mình ướp cũng tầm khoảng 15 phút á. Nên là nó thấm vô trong nó đều. Tại sa tế mà, ướp sa tế mà nó cay lắm. Các bạn chưa ăn cơm á, đừng có xem video này nha. Chị không có nổi đâu. Làm ngon lắm. Ừ. Các bạn coi nè. Nó khét, nó thấm tới trong. Chắc mình sẽ khui bên kia quá. Hơi khét rồi. Nhưng mà không sao. Mình chỉ thử coi là tầm khoảng bao lâu rồi nó sẽ ăn được. Nhưng mà nãy mình để tầm khoảng 45 phút á. Nhưng mà các bạn nhớ nha. Nếu các bạn mà có nướng á, thì các bạn tầm khoảng để tầm khoảng nửa tiếng thôi nha. Để lâu quá là nó khét á. À. Mà này các bạn ơi. Hơi đắng, tại này hơi đắng. Các bạn ơi. Chắc là mình sẽ kết thúc clip tại ngày hôm nay. Tại vì bây giờ trời cũng tối rồi. Cũng 6 giờ chiều rồi. Mình sẽ kết thúc clip ngay tại thời điểm này. Thì các bạn nào yêu thích mình á, muốn mình làm những món gì tiếp theo á, thì các bạn để lại bình luận phía dưới nha. Và các bạn cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh để mà ủng hộ mình có động lực làm những clip tiếp theo cho các bạn xem. Bye bye các bạn.